Thưa quý vị, mới đây tại buổi kiểm tra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và các điểm cách ly, Bộ Y tế đã đánh giá rất cao nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong công tác quản lý nhập cảnh và cách ly y tế, như là khai báo y tế rõ ràng, phân luồng vận chuyển người nhập cảnh, giám sát chặt chẽ theo đúng quy trình. Đặc biệt là trong thời gian qua thì tất cả những người nhập cảnh qua cách ly tập trung 14 ngày trở về nơi lưu trú thì chưa có trường hợp nào tái dương tính với COVID-19. Đà Nẵng cũng là địa phương có số lượng công dân và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh khá lớn. Tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 thì thành phố đã tiếp nhận 8.921 chuyên gia và công dân cách ly tập trung từ 15 nước nhập cảnh. Và trong thời gian đến thì số lượng người nhập cảnh này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu về quê ăn Tết của công dân. Vậy nên công tác kiểm soát và ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng đang được thành phố tập trung thực hiện. Khách sạn Alice A, quận Sơn Trà là một trong số 23 khách sạn đủ tiêu chuẩn được Đà Nẵng bố trí tiếp nhận cách ly công dân chuyên gia nhập cảnh. Tại đây, quy trình cách ly được thực hiện nghiêm ngặt. Toàn bộ nhân viên phục vụ bên trong phải trải qua tập huấn và đội ngũ này đều được giám sát y tế cho đến khi kết thúc 14 ngày theo dõi sau cách ly. Ở khu vực bên ngoài, lực lượng công an được bố trí túc trực 24/24, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế. Với như cái lượng khách như thế này thì bên chúng tôi sẽ đưa vào bãi từ 7 đến 10 người để phục vụ cho cái lượng khách này, và cũng hàng ngày vẫn đo thân nhiệt cho nhân viên để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch cho được tốt hơn. Theo thống kê, tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, Đà Nẵng đã tiếp nhận 59 chuyến bay và 5 chuyến tàu biển với 8.921 trường hợp. Với số lượng người nhập cảnh ngày càng gia tăng, ngành y tế đang gặp phải nhiều vướng mắc trong việc kiểm tra, xác minh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của một số khách do không cập nhật đầy đủ danh sách các phòng xét nghiệm COVID-19 của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, thời gian thông báo tiếp nhận chuyến bay trước khi nhập cảnh vào Đà Nẵng cũng tạo nhiều áp lực cho lực lượng tuyến đầu. Tất cả các chuyến bay mà nhập cảnh thì rất là đột xuất, có nghĩa là nó không có kế hoạch trước, chỉ có cái thông báo 2-3 ngày trước hay là cái được đỡ từ 3-4 ngày, 4-5 ngày trước thông báo, nhưng mà thường thì cũng khoảng 2-3 ngày trước là có cái thông báo về chuyến bay ấy. Nói chung là mới đầu thì cũng còn hơi gọi là hơi lúng túng trong cái việc này, cũng là cũng chưa có cái quy trình rõ ràng. Cũng đã làm tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, đặc biệt về con người, về trang thiết bị y tế, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ những cái khu vực sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, bến tàu, rồi là các bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, những cái siêu thị vân vân, những cái nơi tập trung đông người, còn cần chỉ giám sát chặt cái đó. Thế và đặc biệt là phát hiện sớm và cách ly các trường hợp của các đồng chí là thấy là nhập cảnh trái phép. Một vấn đề tồn tại hiện nay là vẫn có không ít trường hợp gần hết thời hạn cách ly 14 ngày thì có kết quả xét nghiệm dương tính, thậm chí lần xét nghiệm thứ hai âm tính thì vẫn chưa là kết quả cuối cùng. Vậy nên, ngành y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch theo dõi y tế tại địa phương và nghiên cứu đề xuất phương án kéo dài thời gian cách ly lên 16 hoặc 18 ngày.